Hello cả nhà, thì tiếp tục phần 2 mình sẽ review villa 3 phòng ngủ nha cả nhà. Thì hè này không biết làm gì, dắt mấy đứa nhỏ đi chơi ở ngoài Phan Thiết. Thì chạy từ Sài Gòn ra Phan Thiết là từ 10 giờ. Mình ghé trạm dừng chân ăn uống thì cũng tới tầm là 1 giờ tới resort nha. Thì đây, quá trời mệt luôn nhưng mà cũng phải quay clip làm cho cả nhà xem. Cái trang Airy thì đưa cho nó rồi, còn cái trang này bây giờ phải tạo lại làm bắt đầu từ một cái mới nữa. Đây, thì bắt đầu không nói nhiều, mình sẽ vô quay cho cả nhà xem cái phòng ngủ đầu tiên là phòng một giường nha. Thì đây là cái phòng một giường ở dưới. Đây, cái này dành cho cặp vợ chồng tình nhân gì cũng được nha cả nhà. Toilet rất là đẹp luôn. Bây giờ qua cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì thiết kế theo kiểu dành cho mấy bé luôn, có hai giường ngủ, giường nhỏ nha, cũng gần hồ bơi luôn, mở cửa ra tới hồ bơi rồi đó. Thấy đẹp ghê không đó. Bây giờ bắt đầu mình đi ra quay cái bếp cho cả nhà xem. Nói chung nói cái bếp thôi, nó thuộc dạng là quầy bar luôn đó cả nhà. Đây, tủ lạnh này nọ, có đá có gì luôn. Bây giờ mình sẽ lên lầu để review cho cả nhà xem cái phòng lớn nhất là phòng vợ chồng mình ngủ với nhóc nhỏ ở nhà ngủ luôn. Bây giờ chuẩn bị Phần ơi, mở cửa ra đi cưng. Đây, cái phòng lớn nhất có bồn tắm ở trên lầu luôn nha. View xịn sò luôn nha cả nhà. Thì cái giá của căn villa này mình đặt là một ngày là 11 triệu mấy á cả nhà. Thì cả nhà thiếu mà có đi ra Phan Thiết có thể trải nghiệm ở đây thử nha. Đây, view ở trên lầu nhìn ra ngoài biển rất là đẹp luôn. Ngày mai mình sẽ review hồ bơi cho cả nhà xem nha.